Chiều ngày 30 tháng 8 từ khoảng 17 giờ, lưu lượng giao thông tăng dần trên nhiều tuyến đường cửa ngõ của thủ đô. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên báo điện tử Việt Nam Plus, các tuyến giải phóng đi quốc lộ 1A cũ, cao tốc Pháp Vân, cầu Rẽ, tuyến Võ Chí Công, cầu Nhật Tân, Phạm Văn Đồng, cầu Thăng Long ùn ứ nhiều mức độ. Cụ thể trên tuyến Võ Chí Công đi cầu Nhật Tân, thời điểm 16 giờ 30 phút có hiện tượng ùn ứ nhẹ. Đường Phạm Văn Đồng thời điểm 17 giờ 30 phút hướng về cầu Thăng Long cũng xảy ra ùn ở các nút giao. Tại cửa ngõ phía Nam, phóng viên ghi nhận từ 16 giờ 30 phút đến 17 giờ, hướng từ giải phóng về quốc lộ 1A cũ và cao tốc Pháp Vân, cầu Rẽ ùn nhẹ do lưu lượng giao thông tăng. Ghi nhận vào thời điểm 17 giờ 15 phút khu vực cầu Vĩnh Tuy tới nút giao Cổ Linh, Đàm Quang Trung đi quốc lộ 5 không quá đông đúc. Lực lượng cảnh sát giao THONGDA túc trực để điều phối, kéo giãn lưu lượng các phương tiện.